Hôm nay em Triệu xin được chia sẻ với quý vị một tác phẩm tiếp theo, đó chính là một bức bình phong chữ Đức các bạn. Đấy, cái bức này thì các bác có thể thấy được là cái dáng dốc của nó, em làm nó rất là lạ đúng không ạ? Ở bên trên, tổng thể bên trên sẽ là hình ảnh của một chữ Đức các bác nhá. Chữ Đức này thì được khảm bằng chiếc ốc đỏ vàng chanh xanh thiên lý của Singapore. Còn hai bên thì sẽ có hai câu thơ. Đó, tiếp theo là những hình ảnh của những cái con chim đúng không? Đàn én, và bên dưới thì sẽ là hình ảnh của người cha người mẹ đang là tần tảo. Thì một lát nữa thôi em sẽ đi gần lại hơn để các bác có thể thấy rõ hơn các bạn. Và đây là tổng thể của bức bình phong này. Và bức bình phong này thì các bác có thể tháo rời các bạn nhé. Đó, cái phần này phần tháo rời, chúng ta chỉ cần rút lên thôi là sẽ thành một tấm tranh. Còn không thì các bác có thể để chơi như thế này để chúng ta có thể đặt trên bàn, trên tốc tủ đúng không ạ? Rất là tiện. Và đây chính là nhân vật chính, đó chính là hình ảnh của chữ Đức. Chữ Đức này thì em đã khảm bằng chiếc ốc đỏ vàng chanh xanh thiên lý của Singapore. Các bác có thể thấy được là cái chất ốc nó cực kỳ là sáng luôn ạ. Cực kỳ sáng và mọng, cũng như là rất là trong ốc. Đấy. Và hình ảnh chữ Đức hóa cây tùng các bác nhá. Đó, tùng hạc, đó, gọi là tùng hạc. Các bác xem này. Gọi là tùng hạc Trường Xuân đó ạ. Những cái miếng ốc, đây là những miếng ốc xanh thiên lý các bác nhá. Và đây là những miếng ốc vàng chanh. Đấy, cực kỳ đẹp. Đây này ảnh của cây hoa cúc này, được xe nọng rất là kỹ. Đây, xe bên trên này thì sẽ có hình ảnh của những con hạc. Con hạc đang là đậu trên cây tùng. Và hai bên này thì sẽ là có hai câu thơ rất là ý nghĩa. Đó, núi cao chẳng bằng đất hiếu sinh, biển rộng khó trả ơn nuôi dưỡng. Đó chính là những cái câu thơ mang cái ý nghĩa, đúng không? Công ơn của đấng sinh thành. Các bác xem. À, tiếp theo bên dưới này thì sẽ là hình của cái cây khô rã xuống dòng sông, rã xuống dòng sông. Thì bên dưới dòng sông cơ giới em đã thiết kế là hình ảnh của người cha người mẹ tần tảo. Đây là hình ảnh của cái thuyền đúng không ạ? Và đây là hình ảnh của những cái nan đều được xe nọng rất là kỹ. Các bác xem. Đấy, đây là hình ảnh là được tỉa tách là những cái chậu thúng hoa quả nhá. Cái thúng hoa quả này. Đấy, đây là đi buôn bán người cha người mẹ. Ở xa xa thì cơ giang cũng đã thiết kế thêm hình ảnh của những con thuyền phụ để mà chúng ta có thể tạo chiều sâu cho cái bức tranh. Hơn nữa ở trên bên trên trời này, đúng không ạ? Trên không gian này thì nó hơi rộng một chút, cho nên em đã thiết kế hình ảnh của một đàn chim bay, bay vào hình ảnh cây khô, như là đàn chim đang là trở về, đúng không ạ? Đàn chim đang trở về. Hình ảnh những con én cũng như thế thôi. Đây các bạn xem này. Đấy, nó vừa là tranh chữ nhưng mà nó lại vừa là tranh sơn thủy các bạn. Đó, nó sẽ làm tác phẩm rất là đặc biệt. Và với phần khung này thì cơ cho em đã khảm là hình ảnh của tùng trúc cúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông các bác nhá. Đấy, đây là cây hoa mai này đúng không ạ? Và đây là cây hoa cúc này. Ở bên trên này thì sẽ là cây trúc các bác nhá, cây trúc này. Phần góc thì cơ cho em đã cắt góc hoa là tây cực kỳ là kỹ. Đó, rất là kỹ luôn. Ở bên trong phần này thì thông thường thì sẽ có những phần góc, những phần góc. Nhưng mà cơ giới em đã thiết kế đổi đi, chúng ta sẽ cắt bằng những cái chuyện công như thế này. Đấu vào thì nhìn cái tác phẩm nó sẽ được liền mạch hơn và nhìn nó sẽ sang hơn. Các bác nhá. Đấy, cái tác phẩm này tổng thể cao từ dưới chân bình phong lên trên là 86 các bác nhá, là 86 và chiều rộng là 56. Còn nếu mà chúng ta mà treo tranh không, các bác chỉ cần rút ra thôi, rút ra thôi thì chúng ta sẽ chơi được tranh không, thì là chiều cao là 68 và chiều rộng là 48 các bác nhá. Ở lần sau này thì cơ nhà đã thiết kế rất là kỹ rồi. Đây các bác xem, quay bác xem phần sau này. Đấy, tuy một tấm tranh nó kích thước vừa phải thôi nhưng mà cơ giờ em đã làm cài hai cái én rất là to và rất là đảm bảo. Bên trên này thì cũng đã thiết kế cái móc treo cho các bác nhá. Đấy, các bác có thể treo được. Ở đây là bằng sau. Và quý vị nào mà có quan tâm đến tác phẩm này của cơ sở của em hay là tất cả những mặt hàng khác của cơ sở của em thì các bác hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0383639886 quý vị nhé. Và quý vị đừng quên ủng hộ em bằng cách là bấm nút đăng ký kênh để mỗi khi em đăng video clip mới thì quý vị sẽ là những người nhận được đầu tiên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào.